Rồi chào các bạn, mình là ProReviewerVN, đã quay trở lại với một video mới và hôm nay mình lại đưa đến một món đồ mà mình đã đợi lần này cực kỳ háo hức luôn. Lần này món đồ ấy nó còn lâu hơn cả cái món này cơ, mình đã đợi một tháng rồi. Rồi mình sẽ cho các bạn xem nó là gì. Và rồi các anh em ơi, mình đây chính là sản phẩm 2 dây đồng hồ Apple Watch. Mình đã đặt bầu rồi nhưng đùa thôi, mình không đặt bầu đâu. Đây là một món quà từ bố mình, và người tài trợ chính video này cũng chính là bố mình luôn. Thì mình sẽ cho các bạn xem. Mình chưa biết màu là gì đâu, nhưng bố mình bảo đấy bí mật. Màu gì ấy. Đúng màu mình thích, dây sport. Lần trước từ cái vụ đi bơi vlog gì đó mình đã không có dây để còn dùng rồi. Bây giờ thêm một dây nữa nè. Đây, dây nữa thì trông hơi khác, cũng cùng màu với dây này. Đó, mình nói thật tí, dây chính hãng này của Apple cũng rất là đẹp, cũng rất là fashion. Nhưng mà mình nói là khi đi bơi các kiểu ấy thì là nó cũng không thích lắm. Là nó đổ mồ hôi, nó toàn gấm hết vào tay. Rồi, mở hộp cái món không thích trước. Nhưng thực ra mình cũng vẫn thích dây sport này. Và đây, rất mềm mại, kể cả là bên thứ ba, mình khá thích và rất chắc. Rồi, giờ sẽ set up lên. Này đã rất gắn bó với tao, dây vô phần ni lông ạ. Nhưng mà đến lúc mày phải ra khỏi chỗ ở của mày. Mặc dù là dây bên thứ ba nhưng cũng khá vừa, mặc dù hơi lỏng một chút nhưng cũng gọi là khá vừa. Tiếp tục với dây này, dây này cũng khá vừa luôn, đẹp phết. Thưa các bạn, giờ mình sẽ đeo thử vào tay, đeo thử thời khắc, đeo thử xem nó có vừa thật sự không. Và đây chính là lần đầu tiên mình đeo thử dây của bên thứ ba, không lỗi tệ, cũng khá chắc, khá chặt. Mình có lẽ sẽ quen với kiểu này thôi, nó khá cùng màu, đẹp phết, rất hợp, không quá nữ tính. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử đến cái dây cuối cùng này. Ngay từ lúc sờ vào mình đã thấy thích rồi. Rất đẹp. Straps rất tốt, rất là mềm mại, rất được. Rồi nó cầm cũng khá rẻ, nhưng mà mặc dù công chất liệu không bằng kia nhưng nó vẫn là lỗ chỗ và mình khá thích kiểu này. Rồi mình sẽ đeo thử này. Rồi bên thứ ba nhưng mà cũng được phết, khá vừa. Cái dây này sport này, dây này plus edition này nó còn vừa hơn, đen vàng cũng được. Bây giờ mình sẽ đeo trực tiếp vào tay. Ok rồi các bạn, nó hơi không vừa đấy, nhìn thấy cái này nó cũng hơi không vừa, tay nó dài quá, tay mình thì bé. Rồi các bạn hãy comment cho mình biết là các bạn thích cái loại dây nào. Còn mình thì mình thích nhất là cái loại dây này. Dây này rất thoáng khí, mình đi thể dục rất sướng. Nhưng mỗi tội là mình mua nhầm size ML cho nên là hơi buồn. Nhưng mà thôi, link sẽ để bên dưới. Và thank you đã watching. Woo!